Quý vị đang trở lại với phần tin Á Châu và phần tin Việt Nam. Tin tức cho hay, Ngoại trưởng Trung Quốc Nigeria đã tham dự phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Liên Chính phủ Trung Quốc Nigeria. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Nigeria Joseph Mahama Thuga đã tham dự phiên họp toàn cầu thế giới đầu tiên của Ủy ban Liên Chính phủ Trung Quốc Nigeria tại Bắc Kinh hôm thứ Sáu. Ông Vương cũng là ủy viên của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Thuga là người đàn thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 19 cho đến ngày 26 tháng 6, đồng chủ trì phiên họp toàn thể. Ông Vương đã cho biết trong 3 năm qua, kể từ khi thành lập Ủy ban Liên Chính phủ, cả hai bên đã vượt qua những khó khăn như đại dịch COVID-19, đồng thời ưu tiên hợp tác thiết thực trong việc hợp tác giữa Trung Quốc và châu Phi, biến những kỳ vọng cao của nhân dân hai nước thành hành động cụ thể để cùng nhau đạt được mục tiêu. Quan hệ Trung Quốc và Nigeria được biết lưu ý rằng Trung Quốc cũng như Nigeria đều là những nước đang phát triển lớn. Ông Vương cũng cho rằng trước những thay đổi và hỗn loạn cũng như là những thách thức chưa từng có, cả hai nước cần tận dụng tối đa cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ. Ông Vương cũng nhấn mạnh họ nên tuân thủ định vị chiến lược trong quan hệ song phương và phát huy vai trò mẫu mực của hợp tác kinh tế và thương mại để đạt được sự phát triển phối hợp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời mang lại cho nhân dân hai nước cảm giác an toàn và lợi ích cao hơn. Chàng sinh viên trẻ đầy cảm hứng vượt qua khó khăn chung sống với bệnh bại não để thực hiện ước mơ học tập. Một chàng trai trẻ đầy cảm hứng được chẩn đoán mắc bệnh bại não từ khi còn nhỏ đã bất chấp mọi khó khăn để tốt nghiệp với bằng cử nhân và được nhận vào chương trình thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng của Trung Quốc với sự hỗ trợ của gia đình, giáo viên và bạn bè với hành trình kiên trì đáng chú ý của anh ấy, rằng bất cứ điều gì đều có thể. Câu chuyện của Yao Chunpeng, 23 tuổi, đến từ thành phố Vũ Hồ, tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc, là một trong những minh chứng cho sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh. Mặc dù bị bại não khiến cho khả năng vận động và khả năng nói bị suy giảm nghiêm trọng, chàng sinh viên trẻ đã chiến đấu vượt qua những thử thách khốc liệt để biến giấc mơ học tập của mình thành hiện thực nhờ sự quyết tâm cao độ và nỗ lực không mệt mỏi. Trở lại năm 2020, Giao đã đạt điểm ấn tượng trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, thoải mái vượt qua kỳ thi khoa học hạng nhất của An Huy để được nhận vào Đại học Dược Trung Quốc ở Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc. Và Thủ tướng Trung Quốc, Thủ tướng Malaysia đã dự tiệc trưa với cộng đồng doanh nghiệp. Thưa quý vị, Thủ tướng Trung Quốc Lee Kuan và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm thứ Năm đã tham dự bữa tiệc trưa với đại diện cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc và Malaysia tại Kuala Lumpur. Cả hai đều ca ngợi sức mạnh của mối quan hệ giữa hai bên và cam kết tăng cường hợp tác song phương. Ông Lý đã kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới Malaysia hôm thứ Năm, trong đó ông đã hội đàm với Anwar và gặp gỡ quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Sultan. Và năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 50 năm kể từ khi thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Phát biểu tại bữa tiệc trưa kinh doanh, ông Anwar đã chỉ ra tầm quan trọng của việc ngoại giao bóng bàn, vốn nổi tiếng nhất trong lịch sử, vì giúp làm tăng bằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Trung Quốc và Malaysia 50 năm trước. Tôi đã cố gắng mời Thủ tướng Lee Kuan chơi bóng bàn với tôi, nhưng thời gian không cho phép, ông Anwar đã nói đùa trong một bài phát biểu của mình. Tin từ Việt Nam, Việt Nam sẵn sàng đàm phán với Philippines về ranh giới ngoài thêm lục địa ở Biển Đông, kêu gọi các bên kiềm chế. Việt Nam vào hôm 20 tháng 6 nói sẵn sàng đàm phán với Philippines để tìm kiếm các biện pháp phù hợp với lợi ích của cả hai nước sau khi Manila cuối tuần trước đã đệ đơn xác định ranh giới ngoài thêm lục địa của họ ở Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc, đồng thời kêu gọi Trung Quốc và Philippines kiềm chế sau những xô xát gần đây.
Việt Nam một lần nữa khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế và các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam, được xác lập phù hợp với UNCLOS 1982. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam là Phạm Thu Hằng chia sẻ trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ khi trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo chiều ngày 20 tháng 6. Việt Nam và Philippines nằm trong số các bên có yêu sách chủ quyền ở các khu vực ở Biển Đông. Tuyến thủy lộ Sầm Uất mà Trung Quốc tuyên bố yêu sách chủ quyền phần lớn trong khu vực. Philippines cuối tuần qua đã đệ đơn yêu sách lên Liên Hợp Quốc về thêm lục địa mở rộng ở Biển Đông, nơi có trị giá thương mại 3.000 tỷ Mỹ Kim đi qua hàng năm và được cho là có nhiều trữ lượng dầu mỏ, khí đốt tự nhiên cũng như trữ lượng cá. Ngay sau ông Vladimir Putin, đặc phái viên của Hoa Kỳ là Kristen Prince sẽ thăm Việt Nam. Thưa quý vị, một nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ sẽ đến thăm Việt Nam trong tuần này để nhấn mạnh cam kết của Washington trong việc hợp tác với nước này nhằm bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cho biết hôm thứ Năm, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu tại Hà Nội rằng ông muốn xây dựng một kiến trúc an ninh đáng tin cậy trong khu vực. Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kristen Prince cũng sẽ tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, kiên cường và thịnh vượng trong chuyến thăm diễn ra vào thứ Sáu và thứ Bảy. Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đã cho biết trong một tuyên bố như trên. Một ngày sau khi ký thỏa thuận phòng thủ chung với Bắc Hàn, ông Vladimir Putin đã nhận được 21 phát đại bác chào mừng tại một buổi lễ tiếp đón ở Việt Nam, được hai lãnh đạo cộng sản ôm hôn và một trong số họ đã khen ngợi ông hết lời. Chuyến thăm hai nước Á Châu của ông được coi là thể hiện sự thách thức phương Tây và việc Việt Nam đón tiếp ông Vladimir Putin đã bị Hoa Kỳ và EU chỉ trích. Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ ngoại giao với Hà Nội vào năm ngoái và cũng là thị trường xuất cảng hàng đầu của Việt Nam. Phương Tây coi ông Vladimir Putin là kẻ hạ đẳng và nói rằng ông không nên được trao cho một diễn đàn để bảo vệ cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tiếp theo, chương trình xin được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, số ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với phần tử vi cuối tuần. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết.